Rồi xin chào anh em buổi sáng nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu một số mẫu xuồng ghe vỏ lường mới về. Thì anh em đa dạng mẫu lắm. Mấy cái xuồng mà 3 mét thì cũng ghẻ nha, cỡ chỉ mấy 2 chiều cái thôi. Cái này vỏ lường ngắn nè, đó. Vỏ lường ngắn, con này vỏ lường dài đây. Thì em quay sơ sơ gì anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho bên em nha. Qua số điện thoại này ha. Đây số điện thoại này ha anh em. Rồi bên em sẽ báo giá cho anh em luôn nha. Em sẽ đổ theo khuôn cũng có nữa, đủ loại hết. Giờ em mỏng gần xong cho nên không có quay được cái này. Nó có chạy các động cơ vô chạy luôn. Đây. Bên em báo giá trực tiếp luôn nha. Gửi hình qua báo giá qua Zalo, message gì cũng được hết nha, hoặc qua số điện thoại luôn. Anh em có nhu cầu thì cứ gọi cho bên em ha. Đây. Giờ em quay sơ sơ trước vài mẫu rồi vô trong mình sẽ quay tiếp nha. Bên em xe đi thường một tuần đi 4 lần ha. Anh em cứ đặt hàng thoải mái. Chất liệu là loại dày luôn nha anh em. Rất là dày ha. Nói chung anh em là muốn đổ cho nó nhẹ cũng được, hay là đổ cho nó dày cũng được, cứ báo bên em, sẽ làm theo yêu cầu nha. Đây là vỏ lãi nè ha. Vỏ lãi thì em còn rất là nhiều. Còn bên em là công ty Hiếu Thiên ha, ở Vĩnh Long. Giao toàn quốc, trên mọi miền Tổ quốc luôn. Đó. Rồi để em đi sâu vô đây nha. Đây số điện thoại bên em đi ha. Đó. Nếu muốn đặt hàng gì cứ gọi bên em là sẽ quay nha. Vỏ lãi siêu tải rồi, phía sau có nhiều lắm. Đây em quay một số kiểu cho anh em xem. Anh em ơn mẫu nào thì cứ alo bên em nha. Rồi để chốt ra làm sao quay mấy vỏ lãi siêu tải cho anh em xem luôn. Xuồng cây dắt rồi có đủ hết nha. Hiện độc mộc có đủ hết luôn. Cano rồi đủ hết luôn. Đây là mấy cái vỏ lường 7m, 8m thuyền ba lá cũng có luôn, đủ luôn nha. Rồi đây là kho vỏ lãi siêu tải bên em ha. Đó, có để sẵn luôn. Ở phía trong kia cũng còn đấy nha.